Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa tai nói D500 Rosewood. Dòng loa tai nói D500 này thì có hai màu, một màu là cherry và một màu Rosewood. Màu Rosewood này thì là màu thẫm hơn và màu cánh gián, còn dòng cherry kia thì màu vàng hơn. Và đôi loa này về trong tình trạng là hàng đẹp xuất sắc các bác nhé, hàng đẹp xuất sắc và nguyên bản tuyệt đối. Cái mẫu loa tai nói thì ở Việt Nam mình được rất nhiều các bác ưa chuộng. Loa tai nói cấu hình có hai bát, một bát đồng trục, một bát đồng trục 20 cm và một dưới là một bát 20, bát thật luôn các bác nhé. Đây là cho cái giải trầm rất là ấn tượng luôn. Đôi loa này thì đẹp xuất sắc rồi. Rất đẹp và loa sử dụng gân cao su các bác nhé, nên là cái mức độ chịu đòn rất là tốt luôn, đánh được rất là nhiều thể loại nhạc. Đôi này thì là bày biện rất đẹp trong phù hợp với nhiều không gian nhà hiện đại cũng như chung cư. Và bây giờ em sẽ quay bốn mặt và để cho các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của đôi loa này. Đây là phần hông của đôi loa tai nói D500. Đó. Rất đẹp luôn. Đây là phía sau. Đôi loa dòng loa tai nói D500 có cái hình vát. Đấy, hình vát thu nhỏ về phía sau. Đó. Rất là độc đáo và rất là đẹp mắt luôn. Và dòng loa tai nói D500 thì sử dụng hai lỗ thông hơi các nhé, hai lỗ thông hơi. Và những dòng loa tai nói này thì hãng luôn luôn làm hỗ trợ đánh cầu BY. Cầu BY các bác có thể bỏ cái cầu nối ra. Đây là đôi loa được ship từ Nhật về và nó có cái tem tech đây. Tem tech đây là cái tem của công ty của Nhật. Đây là dòng này là dòng trùng series luôn các bác nhá. Series này, trùng series này. 4301, bên này là 4301. Tai nói D500 Rosewood. Đó, đôi loa rất đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ test nhạc, mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của đôi loa tai nói D500 này. Xin mời các bác. Thương tích mỗi đường gần.
chiếc